Cái này là bị như thế nào hậu mà nó ra nó mất tùm lum vậy? Dạ, cái này của khách. Khách nó bán lại cho em. Rồi cái con MacBook Air này là sẽ tiến hành thay mong nguồn và xử lý cái trục màn hình. Cái chết ở trong là đầy điện 20 mấy hả? Rồi cái này anh sẽ hỗ trợ vệ sinh bên tuần thiết cho em nha. Rồi con MacBook Air này chờ xíu em đây nha. Này máy này mua lại của bạn nha. Sao biết được? Dạ. Sao biết được? Dạ em thì bên mình của mình chỉ qua đi bên trường à, cũng qua một bên trường hai chị nhà cũng lên trường kia rồi thôi, cũng chạy thẳng qua bên nhà còn đang chờ chăm đúng không? Cái đó thì thay cho em luôn em cho thôi. À, sau khi mình thay bộ nguồn xong thì chuột hoạt động được. Không kia ok rồi, anh viết tên bảo hành 3 tháng rồi nha. Để viết cái phiếu cho em.